Thầy xin chào tất cả các em. Bây giờ thầy cho chúng ta cùng bước vào tiết học thể dục nhé. Nội dung tiết học hôm nay, thầy và các em cùng ôn và hoàn thiện một số bài tập rèn luyện tư thế cơ bản. Trước khi vào nội dung tiết học hôm nay, thầy cho chúng ta sẽ cùng nhau khởi động. Xoay cổ tay cổ chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi chân xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay khuỷu tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay cánh tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gập gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chạy bước nhỏ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chạy nó có đôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Các em cùng thầy ôn lại một số bài tập đi theo vạch kẻ thẳng, đi nhanh chuyển sang chạy. Đầu tiên, đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông. Thầy cho chúng ta cùng nhau thực hiện lại lần hai. Thứ hai, đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay dang ngang. Thầy cho chúng ta cùng nhau thực hiện lại lần hai.
Nội dung tiếp theo, đi khiển gót chân, hai tay chống hông. Thầy trò chúng ta cùng nhau thực hiện lần hai. Nội dung tiếp theo, đi nhanh chuyển sang chạy. Thầy trò chúng ta cùng nhau thực hiện lại lần hai. Thầy và các em vừa ôn và hoàn thiện một số bài tập rèn luyện tư thế cơ bản. Các em nhớ tập luyện thường xuyên nhé. Thầy xin chào tất cả các em.